Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, thí sinh Việt Nam có khả năng đăng quang. 70 thí sinh Miss Grand International Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 bước vào đêm chung kết sau gần một tháng tham gia các phần thi được tổ chức tại Việt Nam. Tối ngày 25 tháng 10, đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2023 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự đêm chung kết có 70 thí sinh tới từ nhiều quốc gia trên thế giới. Nhóm thí sinh mạnh tập trung ở khu vực châu Mỹ và châu Á. Nhóm thí sinh mạnh ở khu vực châu Mỹ là người đẹp Colombia, Brazil, Peru, Cộng hòa Dominica và Mỹ. Thí sinh tiềm năng tại khu vực châu Á có thể kể tới đại diện Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia. Theo ông Nawat, chủ tịch của tổ chức Miss Grand International, năm nay, ban giám khảo sẽ chọn ra top 10, trong đó những người đẹp từ top 6 tới top 10 sẽ đồng hạng là Á hậu 5. Các ngôi vị Á hậu 4, 3, 2, 1 và Hoa hậu vẫn giữ nguyên format của cuộc thi nhiều năm trước. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Lê Hoàng Phương xuất hiện trong hầu hết các bảng bình chọn như top 10 Hoa hậu trình diễn áo tắm do khán giả bình chọn, top 5 Hoa hậu trình diễn trang phục dân tộc do khán giả bình chọn, top 2 phần thi bình chọn Country Power of the Year, đứng thứ 2 trong bình chọn Popular Vote, thí sinh được yêu thích. Cô đứng trước cơ hội giành tấm vé vào thẳng top 10. Hầu hết các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đều dự đoán đại diện Việt Nam lọt top 10. Người đẹp sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo hình thể 88-63-99cm. Cô có kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp, kỹ năng catwalk tốt, ngoại ngữ trôi chảy. Đối thủ mạnh của Lê Hoàng Phương là Miss Grand Colombia Maria Azeyandra Lopez. Người đẹp 29 tuổi có màn thể hiện nổi bật tại bán kết và được nhiều chuyên trang dự đoán sẽ đăng quang. Maria có nhiều thành tích trên các đấu trường sắc đẹp, từng đạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới Colombia 2015, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Colombia 2021 và dự thi Miss World 2015. Hoa hậu Hòa bình Mỹ Stephanie Marie cũng có kinh nghiệm dày dặn khi từng dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Mỹ 2020 vào top 16, Hoa hậu Hoàn Vũ Puerto Rico top 5. Stephanie Marie tốt nghiệp ngành truyền thông, báo chí và sân khấu tại Đại học Youngstown, bang Ohio, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties chấm cô vào top 5 Trung Quốc. Ở khu vực châu Á, Hoa hậu Hòa bình Indonesia Ritasya Welgrade Wanen được chuyên trang sắc đẹp Miss Sociology dự đoán ở vị trí số 1. Cô mang vẻ đẹp lai Indonesia và Hà Lan, có chiều cao 1,75m, hiện là người mẫu kế toán. Trước thềm chung kết, Ritasya Welgrade nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả quê nhà và dẫn đầu danh sách thí sinh được yêu thích nhất tại Miss Grand International 2023. Khởi đầu từ thủ đô Hà Nội, 70 thí sinh đã tới với Hạ Long và tiếp đó là Đà Nẵng, Hội An, Huế trước khi có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để bước vào đêm thi quan trọng là bán kết, đêm trình diễn trang phục dân tộc và chung kết.